Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử xổ số Đài miền Bắc thứ Bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn. Kết quả quét thử xổ số miền Bắc. Giải nhất 81033. Giải nhì 54632. 53097. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay.